Công dụng của những dòng son dưỡng thì chắc bất kỳ ai cũng biết. Son dưỡng có lẽ là thứ không thể thiếu của những cô nàng nghiện son, và tất nhiên không thể thiếu son dưỡng ẩm môi không màu Bioderma Acodon Stick Lab Rest 4 giờ, một trong những dòng được chị em rất ưa chuộng hiện nay. Thành phần và công dụng của son dưỡng ẩm không màu Bioderma. Son dưỡng không màu Bioderma Acodon Stick Lab Rest có thành phần 100% từ sáp tự nhiên, vừa làm mềm môi vừa đảm bảo an toàn cho môi. Son dưỡng thuộc dòng sản phẩm Acodon của Bioderma, đặc biệt dành riêng cho tình trạng khô da do màng bảo vệ bị hư tổn, do hóa chất lột tẩy, bệnh lý da liễu. Đồng thời bổ sung nhiều thành phần hoạt tính nuôi dưỡng giúp phục hồi niêm mạc môi, cung cấp độ ẩm, giải quyết tình trạng nứt nẻ. Son dưỡng Acodon Stick Lab Rest cải thiện tình trạng thâm môi tốt và cực hiệu quả, môi hết thâm và xỉn màu nhanh chóng. Với thành phần công thức có chứa bơ hạt mỡ kết hợp cùng công nghệ DHA+, mang đến cho son dưỡng hiệu quả thêm 11% độ ẩm chỉ trong 7 ngày. Nhờ chất sáp không màu tự nhiên nên bạn có thể dùng Bioderma như một lớp dưỡng khi son môi màu. Thiết kế và chất son của Bioderma Acodon Stick Lab Rest. Son dưỡng môi không màu thương hiệu Bioderma có thiết kế đơn giản với thân son tông màu trắng cơ bản. Thông tin sản phẩm được in chữ màu xanh nổi bật. Vỏ nhựa khá mỏng và nhẹ nhưng tiện lợi, nhỏ gọn, mặt khác nắp khá chắc chắn không dễ rơi ra khi sử dụng dài. Dòng son dưỡng không màu Bioderma Acodon Stick Lab Rest được làm bằng sáp tự nhiên nên có màu trắng nhạt, chất son mịn màng, mềm mại nữa. Nhìn bề ngoài tưởng son này dạng liền nhưng khi thoa lên môi lại tạo ra một lớp dưỡng khá bóng. Lúc đầu thoa lên sẽ có cảm giác môi hơi bóng bóng và dính dính nhưng lớp này sẽ khô nhanh sau vài phút sử dụng. Nếu bạn muốn chồng son lên phải đợi một chút, nếu không chất son sẽ bị trượt lại còn không đều màu cho lắm, trông mất thẩm mỹ. Mùi hương của Bioderma Acodon Stick Lab Rest khá là ngọt, thơm thoang thoảng. Dòng này có hương từ quả mâm xôi nên vô cùng dễ chịu, thoải mái. Ưu điểm: khả năng dưỡng ẩm và chăm sóc môi tốt, chất son mềm mượt, mịn màng và rất êm trên môi. Mùi hương dễ chịu, thơm. Giá thành không quá cao, hợp với túi tiền mọi người. Thành phần 100% tự nhiên, an toàn cho môi. Chất sáp không màu nên có thể làm son lọt dưỡng ẩm trước khi thoa son môi. Hướng dẫn sử dụng trước hoặc sau khi thoa son màu lên để đôi môi được dưỡng ẩm mượt và mịn màng. Xuất xứ: Pháp, France. Thương hiệu: Bioderma.